Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 1496 đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt điều lệ liên đoàn này. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI. Theo điều lệ, VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, gọi tắt là cộng đồng doanh nghiệp, nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ giữa Việt Nam với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi theo quy định của pháp luật. VCCI được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, không vì mục đích lợi nhuận, hiệp thương dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tuân thủ hiến pháp, pháp luật và điều lệ. VCCI có chức năng đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế, hướng dẫn và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các nghĩa vụ trách nhiệm với nhà nước, xã hội. Sáng nay tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tổ chức tổng kết báo cáo kết quả thực hiện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Năm 2022, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được Ban chỉ đạo phong trào các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng trên cả nước. Hoạt động xây dựng văn hóa trong bối cảnh đất nước chống dịch vẫn được thực hiện tích cực, thường xuyên, tạo điều kiện cho một số địa phương tổ chức bình xét sớm các danh hiệu văn hóa đối với các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới, khen thưởng và nhân rộng mô hình tiên tiến phù hợp với các điều kiện thực tế và tình hình dịch COVID-19. Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 tháng 11. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến hơn, chương trình xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn, kịp thời duy trì hoạt động có hiệu quả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ, làm văn hóa phải kiên trì, từng bước như phủ sa bồi đắp. Phó Thủ tướng đánh giá cao giá trị văn hóa tinh thần người Việt thể hiện rõ trong bối cảnh đất nước chống dịch giai đoạn vừa qua. Phó Thủ tướng lưu ý, trong bối cảnh mới, văn hóa sẽ có những thay đổi. Chúng ta cần phải theo kịp để có thể thích ứng, thay đổi, quản lý nhằm bảo đảm giá trị văn hóa dân tộc, tránh các tệ nạn xã hội phát sinh. Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh lưu ý bảo đảm vệ sinh môi trường, rác thải tại khu vực nông thôn trong thời gian tới. Ngày 1 tháng 12 tại tỉnh Hà Nam, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC tổ chức tọa đàm về chia sẻ kết quả nghiên cứu của UNODC về tác động của tham nhũng đối với mua bán người và đưa người di cư trái phép. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì tọa đàm. Các chuyên gia của UNODC, Bộ Tư pháp và Bộ Công an tại tọa đàm đã chia sẻ kết quả nghiên cứu của UNODC về tác động của tham nhũng đối với mua bán người và đưa người đi di cư trái phép, trình bày các tham luận và thảo luận về kết quả nghiên cứu của UNODC về tác động của tham nhũng đối với mua bán người và đưa người di cư trái phép, quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép. Tọa đàm là diễn đàn thích hợp để các đại biểu, các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ, trao đổi và thảo luận các quy định của pháp luật Việt Nam, thực trạng tình hình mua bán người, đưa người di cư trái phép tại Việt Nam, các thách thức về tác động của tham nhũng đối với mua bán người và đưa người di cư trái phép và phương hướng hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Báo cáo của các ban quản lý dự án cho biết, đến ngày 25 tháng 11, có 7 trên 12 địa phương đã giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ trên 60%, bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Nằm trong số 12 địa phương vẫn chậm giải phóng mặt bằng, chưa đáp ứng yêu cầu tại nghị quyết số 18 của Chính phủ, gồm Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và thành phố Cần Thơ. Đáng chú ý, tại tỉnh Phú Yên, trong hơn 42 km dự án qua đoạn Quy Nhơn Chí Thạnh đi qua, hiện tỉnh mới bàn giao được 1 km, đạt 2,4%. Trên đoạn Chí Thạnh Vân Phong, tỉnh chưa bàn giao được km mặt bằng nào trên chiều dài hơn 48 km dự án đi qua. Trong khi đó, trên địa bàn thành phố Cần Thơ,
với 0,6 km dự án đoạn Cần Thơ-Hậu Giang. Hiện tỷ lệ bàn giao vẫn bằng 0. Đối với 9,25 km tuyến nối, địa phương mới bàn giao được 2,3 km, đạt 24,9%. Thưa quý vị, tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ kích hoạt ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2022 và khai mạc tháng khuyến mại tập trung đợt 2 năm 2022, mùa mua sắm Shopping Season. Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2022 thu hút hơn 70.000 sản phẩm chính hãng với hơn 500 chương trình khuyến mãi của 370 nhà bán hàng là các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối, sàn thương mại điện tử. Trong suốt 60 giờ của sự kiện, bắt đầu từ 0 giờ ngày 2 tháng 12 trên website của chương trình. Điểm mới nổi bật của chương trình năm nay là sự tham gia đồng bộ của nhiều nền tảng thương mại điện tử và các hạ tầng đi kèm giúp cho người tiêu dùng có những lựa chọn an toàn, giá cả cạnh tranh. Trong năm 2023, ngoài tăng lương cơ sở, còn có một số chính sách mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, theo nội dung tại Nghị quyết số 69 năm 2022, Quốc hội khóa 15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 sẽ được ban hành. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo, khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở. Trong giai đoạn 2023-2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết số 34/2021 Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị, thông tin từ Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vẫn còn diễn ra tương đối phổ biến ở tất cả các loại hình doanh nghiệp. Nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Chỉ trong 8 tháng và tháng 9 năm 2022, ngành bảo hiểm đã thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất tại hơn 2.200 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, thu hồi hơn 250 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước đó. Hiện tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn cao, chiếm 5,7% so với số tiền phải thu. Từ đầu năm 2021 đến nay, ngành bảo hiểm đã thu hồi khoảng 4.400 tỷ đồng tiền nợ chậm đóng. Dự kiến, số tiền chậm đóng thu hồi sau thanh tra những tháng cuối năm đạt khoảng 200 tỷ đồng một tháng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội còn dưới 2,93% so với số tiền phải thu. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12 tại tỉnh Thái Nguyên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể Hợp tác xã với sự tham gia của Liên minh Hợp tác xã 28 tỉnh thành phố, khu vực phía Bắc. Hội nghị Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên Liên hợp tác xã có điều kiện tiếp cận với người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, tạo ra mạng lưới kết nối giữa các đối tác trong nước và ngoài nước, thu hút các nguồn lực hỗ trợ sự phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tại hội nghị, một số mặt hạn chế cũng được chỉ ra như phần lớn các hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có quy mô nhỏ, số lượng thành viên ít, chủ yếu mới làm được ở khâu đầu vào, chưa làm tốt khâu đầu ra, tiêu thụ sản phẩm. Nhân dịp này, 28 tỉnh, thành phố đã tham gia tuần lễ trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của các hợp tác xã. Hội nghị diễn ra đến hết ngày 4 tháng 12. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung cần thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong việc đồng hành cùng với chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Theo chương trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam, nông nghiệp được xác định là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số trước. Để chuyển đổi số thành công trong lĩnh vực nông nghiệp thì phải áp dụng công nghệ cao trong từng khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh. Do đó, giai đoạn tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp,
tạo ra giá trị phát triển cho nông sản, tiết kiệm chi phí và sức khỏe cho người nông dân. Đồng thời, Bộ sẽ tham gia vào tất cả quá trình quản lý, giám sát nguồn gốc, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Hôm nay dự báo là ngày rét nhất trong đợt rét lần này. Tây Nguyên Nam Bộ hôm nay đón mưa dông, miền Trung tiếp tục mưa to đến rất to. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ C. Dự báo ngày mai, nền nhiệt ở miền Bắc sẽ tăng từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm nay, vùng núi tiếp tục rét đậm, rét hại, khu vực Trung Du đồng bằng trời rét. Đợt rét này dự báo kéo dài nhiều ngày tới ở miền Bắc. Cơ quan khí tượng cảnh báo khoảng mùng 4 đến mùng 5 tháng 12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, sáng hôm nay ngày 2 tháng 12, nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đồng loạt giảm sâu, nhiều nơi nhiệt độ rét đậm, rét hại. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm và sáng ngày 2 tháng 12, không khí lạnh ảnh hưởng xuống Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm sâu. Lúc 7 giờ ngày 2 tháng 12, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như thành phố Lào Cai rét đậm 14,3 độ C, huyện Bảo Yên 14 độ C, vùng núi Bắc Hà rét hại 12,8 độ C, đặc biệt tại thị xã Sapa nhiệt độ chỉ còn 9,2 độ C. Đây là mức giảm nhiệt cực tiểu ghi nhận được trong đợt lạnh rét này và cũng là mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay. Để bảo đảm an toàn, chính quyền tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng, tránh thiệt hại xảy ra. Thời điểm này, bà con nông dân tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung xuống giống các loại hoa kiểng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuy nhiên, thời điểm này, giá cả các cây giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng cao so với năm trước, khiến cho người dân lo ngại. Vụ hoa Tết này, gia đình chị Thanh Vân trồng hơn 1.500 giỏ hoa các loại. Theo chị Vân, giá vật tư, cây giống, phân thuốc đều tăng mạnh đã làm tăng thêm gánh nặng cho gia đình chị cũng như nhiều bà con trồng hoa khác. Giá cả vật tư thì nó cũng có lên. Còn giỏ giót thì giót tùy theo giót. Giót trắng này thì nó lên khoảng 500 đồng một cái. Còn giót màu đỏ dưới chậu bự thì nó lên tầm cả 5.000 tới 6.000 một cái. Cây giống thì nó cũng lên. Năm ngoái thì mua 3.000, năm nay Bico thì mua 3.500. Còn các tượng năm ngoái mua có 2.200, năm nay lên 2.500. Theo chia sẻ của bà con làng hoa, giá phân rơm hiện tại đã lên đến 115.000 đồng một bao, đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, các loại khác như sơ dừa, chấu mục, cho chấu cũng tăng đến vài chục phần trăm. Phân gom cũng mắc hơn bình thường. Cho cháu thì tất cả mọi thứ về nông nghiệp năm nay thì mắc hơn năm ngoái. Theo em là tăng khoảng chừng 30-40%. Chia sẻ khó khăn vấn đề này, ngành chức năng địa phương khuyến cáo hướng dẫn người dân tích trữ nguyên vật liệu cũng như tận dụng phân hữu cơ có sẵn để giảm chi phí sản xuất, đồng thời đẩy mạnh giải pháp tiêu thụ hoa cho bà con. Thì dưới góc độ ngành chuyên môn thì chúng tôi phối hợp với đơn vị xúc tiến Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hàng năm. Xúc tiến như các cái tỉnh như Lâm Đồng, Đà Lạt chúng ta cũng kết nối rồi vô các cái hội chợ như là Tứ Xuyên, An Giang, rồi Hà Nội, rồi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cái chỗ mà hoán hoa cho người nông dân. Qua đó thì chúng tôi cũng kết nối nhiều kênh để làm sao cho cái hoa kiểng chúng ta năm nay tiêu thụ, bán hết hàng. Theo thống kê của Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, vụ hoa Tết Quý Mão năm nay, bà con nông dân làng hoa Sa Đéc dự kiến xuống giống khoảng 100 hectare, khoảng 2 triệu giỏ hoa các loại, tương đương với năm trước. Thời điểm này, bà con làng hoa đã xuống giống khoảng 60 hectare. Chiều tối qua, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An và Hải Động 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm một sinh viên bị sóng biển cuốn trôi.
Vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn sinh viên thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền gồm 46 người đi thực tế tại thành phố Huế và bãi biển Thuận An. Trong lúc đi dọc bờ biển Thuận An thuộc tổ dân phố Hải Thành, phường Thuận An, thành phố Huế, một nhóm sinh viên xuống biển tắm nhưng không may em Hoàng Trung Hiếu sinh năm 2002, quê tại Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái bị sóng cuốn ra xa bờ, mất tích. Đến thời điểm hiện tại, thời tiết đang mưa, sóng biển dâng cao do ảnh hưởng của không khí lạnh. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 vẫn đang nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng phường Thuận An nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đỗ Thành Nhân, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt với số tiền 50 triệu đồng do đã chiếm đất rừng sản xuất với diện tích gần 10.000 m2 tại xã Ninh Gia do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Như truyền hình Nhân dân đã phản ánh, tại khoảnh 3 tiểu khu 644 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý có hiện tượng san gạt trái phép tại đất rừng. Tại hiện trường, có nhiều vị trí đã bị san gạt, đào xới, tạo ta luy cao trung bình từ 3 đến 10 mét. Cạnh đó có hai máy múc gầu và máy chẻ đá. Tại đây, ông Đỗ Thành Nhân cho biết toàn bộ diện tích nêu trên ông sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp từ năm 2005 đến nay. Tuy nhiên, ông Nhân không cung cấp được các giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất tại khu vực san ủi. Ngoài xử phạt hành chính, UBND huyện Đức Trọng đã yêu cầu ông Nhân buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và trả lại đất đã chiếm theo quy định. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng, nguyên lãnh đạo công chức huyện Đắk Long về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 4 đối tượng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông khởi tố gồm Phạm Đặng Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Long, Phạm Nguyên Vũ, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Long, Đường Công Đức, công chức địa chính xã Quảng Sơn và Cờ Tang, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk Long. Từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Long đã cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tổng diện tích hơn 49.960 ha đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng được nhà nước giao cho Viện Khoa học Quản lý và hơn 1.950 ha được nhà nước giao cho Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý. Theo kết quả điều tra, việc cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng và thuộc trách nhiệm của 4 bị can nêu trên. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều bà con ngư dân ở Quảng Trị đã bất chấp nguy hiểm trong mùa mưa bão để ra biển đánh cá. Mặc dù chính quyền địa phương đã có những biện pháp cảnh báo, nhưng tình trạng trên vẫn xảy ra, gây nguy hiểm cho tính mạng cũng như là làm hư hại tài sản của ngư dân. Ông Nguyễn Hữu Nghị ở thôn An Đức 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ lật thuyền vào ngày 24 tháng 10 vừa qua. Ông Nghị đã thoát chết trong gang tấc. Nhờ trợ giúp làng xóm anh em rồi có các cái đồng chí ở biên phòng cũng tới trợ giúp, cho nên là mình cũng vào được, phương tiện lật úp mất hết, nó còn chắc người rồi đó. Mình sống với biển, cho nên mình không có chủ quan không được rồi. Với rất nhiều lý do khác nhau, một số ngư dân ở Quảng Trị vẫn ra khơi đánh bắt vào những lúc biển động nguy hiểm. Nói chung là hơi nguy hiểm, nhưng tại vì mình cấm biển áo thôi. Nhưng tên tôi dân biển này chấp nhận thời điểm. Tuy dốc là mình nói chung có nhiều hơn những lúc trời lăng. Trong năm 2022, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương cứu nạn thành công 17 vụ lật tàu thuyền, cứu sống 64 thuyền viên. Đặc biệt chỉ trong tháng 11 đã cứu nạn thành công 2 vụ lật thuyền ở biển Cửa Tùng và Cửa Việt. Đồn biên phòng Cửa Tùng đã chỉ đạo là có các cái tổ tự quản bến bãi tàu thuyền, rồi tổ an ninh trên biển, tổ chức tuyên truyền vận động ngư dân, tổ chức kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền không ra khơi đánh bắt trong cái mùa mưa bão. Ủy ban xã chỉ đạo cho các địa phương thành lập các cái đội cứu hộ cứu nạn, phòng khi có tình huống rủi ro xảy ra thì để kịp thời ứng phó. Vì mưu sinh, một số ngư dân đã bất chấp nguy hiểm ra khơi đánh bắt khi mùa biển động. Tuy nhiên, điều này đã và sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho chính bà con. Vì vậy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần có các biện pháp nâng cao ý thức cho ngư dân để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão. Tối qua,
qua ngày 1 tháng 12 tại nhà văn hóa huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô tổ chức liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật hát sẩm tỉnh Ninh Bình năm 2022. Đến với liên hoan, các câu lạc bộ nghệ thuật hát sẩm tỉnh Ninh Bình năm 2022, công chúng được nghe nhiều làn điệu sẩm đặc sắc ngợi ca công cha nghĩa mẹ, tình yêu, tình vợ chồng, tình anh em, những tình cảm riêng tư trong sâu thẳm tâm hồn con người và những vấn đề mới mang tính thời sự xã hội, chạm đến chiều sâu xúc cảm nhân văn trong mỗi con người, đánh thức các giá trị nhân văn trong đời sống xã hội. Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, trong đó có nghệ thuật truyền thống, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thực hiện đề án khôi phục, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát sẩm trên địa bàn với nhiều hoạt động thiết thực. Đến nay, nghệ thuật hát sẩm đã và đang từng bước khẳng định giá trị trong lòng người dân. Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 1 tháng 12, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt 3 quan chức Triều Tiên vì công việc của họ trong việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và chương trình tên lửa đạn đạo cho Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định trừng phạt 3 quan chức của Đảng Lao động Triều Tiên là John In-ho, Yoo Jin và Kim Soo-gin vì vai trò chính của họ trong việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ nói thêm rằng các quan chức này đã đích thân tham gia nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo ít nhất kể từ năm 2017. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên được phối hợp với Hàn Quốc và Nhật Bản. Các lệnh trừng phạt được đưa ra hôm 1 tháng 12, tuân theo một động thái tương tự được Liên minh châu Âu thực hiện vào tháng 4. Kể từ năm 2011, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã cho phóng hơn 100 tên lửa và tiến hành 4 vụ thử vũ khí hạt nhân. Ngày 1 tháng 12, Thụy Sĩ thông báo đến nay đã đóng băng các tài sản của Nga trị giá tổng cộng 7,9 tỷ đô la Mỹ. Việc Thụy Sĩ đóng băng gần 8 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga được thực hiện theo các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt chống Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Ban thư ký nhà nước về các vấn đề kinh tế của Thụy Sĩ cho biết các tài sản của Nga bị đóng băng là biện pháp phòng ngừa và có thể được trả lại sau khi được làm rõ. Thụy Sĩ vốn là một điểm đến ưa thích của những người Nga giàu có và là nơi cất giữ tài sản của họ. Trước đó vào cuối tháng 2 năm 2022, Thụy Sĩ tuyên bố đóng băng tài sản của giới tinh hoa Nga tại đây, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nga Mikhail Sustin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, cũng như 367 cá nhân trong danh sách chịu lệnh trừng phạt của EU. Ngày 1 tháng 12, Ấn Độ chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 12. Trong thời gian này, Ấn Độ sẽ tổ chức các sự kiện tiêu biểu về chống khủng bố và cải cách chủ nghĩa đa phương. Theo thông lệ, vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch sẽ có bữa sáng của các đại diện thường trực, cuộc họp của các điều phối viên chính trị và tham vấn về chương trình làm việc hàng tháng. Đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Ruchira Kamboy, sau đó sẽ thông báo cho các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc về những ưu tiên của Ấn Độ trong tháng và chương trình làm việc của Hội đồng Bảo an. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar dự kiến sẽ tới New York để chủ trì các sự kiện ký kết tại Hội đồng Bảo an về hướng đi mới cải cách chủ nghĩa đa phương vào ngày 14 tháng 12 và về chống khủng bố vào ngày 15 tháng 12. Đây là lần thứ hai Ấn Độ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên hàng tháng của Hội đồng Bảo an, lần thứ nhất là vào tháng 8 năm 2021. Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp, nền kinh tế nước này tiếp tục bị ảnh hưởng bởi lạm phát kỷ lục trong tháng 11. Theo ước tính sơ bộ, chỉ số giá tiêu dùng tại Pháp đã tăng 7,1% so với một năm trước đó, phù hợp với đà tăng của tháng 10. Báo cáo cho rằng giá thực phẩm không bao gồm sản phẩm tươi sống và hàng hóa sản xuất cũng như dịch vụ đã tăng tốc trong tháng 11. Giá dịch vụ tăng 3% thấp hơn một chút so với mức 3,1% được ghi nhận trong tháng 10. Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp INSEE cho biết giá nhiên liệu, giá năng lượng giảm nhẹ trong tháng 11, đáng chú ý là có liên quan đến tình hình ít biến động nhất của giá sản phẩm dầu mỏ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire vào tháng 10 cho biết, ưu tiên kinh tế hàng đầu của nước này là giảm giá năng lượng và giảm lạm phát. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.